Kính chào quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS. Chúng tôi có rất nhiều khán giả đã điện thoại và hỏi thăm cái số của ông Vũ Huynh Trường chúng tôi đã đưa để cho họ tham gia. Thì chúng tôi đã thưa có những quý vị từ xa như Âu Châu cũng qua để mà đi tham gia yểm trợ cho Tổng thống Donald Trump. Rồi ở ngay vùng Cali này, thứ Bảy này cũng có những cái vụ biểu dương lực lượng của những người Đảng Cộng Hòa, Đảng Dân Chủ, những người mà yêu nước Hoa Kỳ để mà yểm trợ Tổng thống Donald Trump, tập họp ở vùng Little Saigon, rồi họ đi ra chỗ gọi là Huntington Beach Pier, là một cái thành phố có thể nói rằng là liên tục suốt một tháng nay họ đều có những cái cuộc xuống đường để biểu dương lực lượng ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Mặc dầu Đảng Dân Chủ, báo chí, đấy như quý vị thấy hôm nay, tuần Sun Times cũng đưa ra một hình ảnh của Joe Biden và của Kamala Harris là nói là những cái nhân vật nổi tiếng của năm 2020 là vì họ đã đánh bại được Tổng thống Donald Trump để trở thành Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ. Quý vị thấy một cách trắng trợn đến giờ này cũng vẫn chưa có một văn bản nào chính thức của chính phủ Hoa Kỳ, của lập pháp Hoa Kỳ, của Ủy ban bầu cử Liên bang Hoa Kỳ công nhận là Joe Biden đã thắng cử. Nhưng báo chí cố gắng lừa thiên hạ, bịp thiên hạ. Quý vị biết rằng Time là tuần báo của quốc tế, hàng triệu người đọc. Thế mà giờ này đưa lên một nhân vật của năm 2020 là Joe Biden, chứng tỏ họ cố gắng và cố ý để mà cả vú lấp miệng em, làm cho thế giới nghĩ rằng là, tưởng rằng là Joe Biden là Tổng thống. Trong khi quý vị thấy hiện nay 20 tiểu bang đang nộp đơn lên tòa tối cao pháp viện để kiện 4 cái tiểu bang mà đang có cái vụ tranh chấp, trong đó có Wisconsin, có Michigan, có Pennsylvania và có Georgia. Là vì thứ nhất, gian lận quá nhiều, có bằng chứng, có nhân chứng, mà nhân chứng có tuyên thệ. Nhất là tiểu bang Pennsylvania, quý vị thấy không? Ngay cả những cái nhân viên của Dominion, họ cũng ra làm chứng. Và vừa làm chứng vừa khóc, như cái bà Carol bị hăm dọa, bị mất gia đình, tan nát vì vấn đề Đảng Dân Chủ hăm dọa và cấm bà ta ra mặt. Nhưng bà ta vẫn khóc và tuyên bố rằng vì dân, vì nước, tôi vẫn làm chứng như thường. Cái sự kiện đó báo Time lờ đi. Cái sự kiện đó các báo chí truyền thông truyền hình của Mỹ lờ đi, CNN lờ đi. Vì vậy cho nên báo chí truyền thông của Mỹ, chính họ làm cho dân chúng khinh dễ họ. Không ai còn muốn coi báo, coi truyền hình. Bây giờ dở cái tờ báo Time ra thì thế hình của Joe Biden và của Kamala Harris ngay ở trang bìa, nói rằng nhân vật nổi tiếng của năm 2020. Rồi các bài báo của đài CNN, của những truyền hình NBC, ABC vẫn trắng trợn, trơ trẽn nói rằng Joe Biden là Tổng thống thứ 46. Họ lừa bịp ngay dân tộc Hoa Kỳ, họ lừa bịp ngay cả thế giới. Thì làm gì mà người ta không khinh báo chí? 20 tiểu bang bây giờ đang kiện 4 cái tiểu bang. Kiện về tội gì? Thứ nhất là gian lận, cái thứ nhì là vi hiến. Là vì kết quả tuyên bố không phải là do hành pháp, mà phải là do cơ quan lập pháp. Nhất là cái tiểu bang Georgia, thống đốc lại là Cộng Hòa. Nhưng mà ăn tiền, thì giờ chúng ta không nói ăn tiền đi, vì chúng ta không có bằng chứng, thì có phải là dại dột, ngu xuẩn, tuyên bố kết quả trong khi đang có tranh chấp. Cho nên mới có cái danh từ gọi là Rhino, tức là Republic in the name only. Những cái tên Cộng Hòa nó chỉ có cái tên thôi, chứ thật ra bây giờ ruột của nó là đô la của Tập Cận Bình. Từ trên xuống dưới,
Rồi quý vị sẽ bảo giáo sư làm sao mà tập của mình có thể đút lót được nhiều, bảo đúng. Là vì suốt từ thời Bill Clinton đến bây giờ, Tập Cận Bình, Tàu Cộng đút lót cho Mỹ. Họ quen và họ đã đi sâu vào cái nền hành chánh của Mỹ rồi. Cộng Hòa cũng được đút lót, Dân Chủ cũng được đút lót. Nguyên cái chuyện quý vị nhớ năm 2016, 30 dân biểu Cộng Hòa không ra tranh cử lại năm 2018. Cho nên Hạ Viện mới lọt về tay của Dân Chủ. Đến hôm nay chúng ta thấy nó quá nhiều trắng trợn. 20 tiểu bang của Mỹ đã hợp với cái ông Ken Paxton là tổng giám đốc về tư pháp, mà có người gọi là tổng trưởng lý của tiểu bang Texas. Vào hôm 7 tháng 11 vừa rồi đã nộp đơn kiện lên tòa án tối cao pháp viện bốn cái tiểu bang gian lận và vi hiến. Đến nơi cả Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua cũng tuyên bố ông cũng muốn yểm trợ cho cái sự kiện của 20 tiểu bang lên tối cao pháp viện, đòi tối cao pháp viện phải xét lại và ngưng ngay cái sự tuyên bố của 40 tiểu bang này vì nó vi hiến. Mà nếu 40 tiểu bang này cộng lại là đến 62 phiếu đại cử tri đoàn. Đến giây phút đó, Joe Biden đâu có còn đủ 270. Cho nên chúng ta thấy rằng toàn dân nước Mỹ giờ này họ đang đồng lòng đứng lên để tiêu diệt Cộng sản xã hội chủ nghĩa ở Hoa Kỳ. Là vì nếu kỳ này Joe Biden mà thắng thì mọi người đều thấy đó là tay sai của Tập Cận Bình. Joe Biden tuyên bố nếu Joe Biden thắng làm Tổng thống thì sẽ hợp tác chặt chẽ với Tàu, bỏ hết những cái vấn đề trừng phạt nước Tàu như ông Donald Trump làm bây giờ. Để quý vị thấy trong tháng vừa rồi, hàng ngàn những cái tên gián điệp Tàu đã phải bỏ nước Mỹ trở về Tàu. Là vì Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ An ninh điều tra sau khi ra lệnh đóng cửa cái tòa lãnh sự của Tàu Cộng ở Houston vào tháng 7 vừa rồi. Cả một lũ gián điệp Tàu. Trong đó cái hạng gọi là đàn bà con gái, hội sinh viên của Tàu, cũng là một cái ổ gián điệp. Tập Cận Bình tung ra ngoại quốc qua Hoa Kỳ hàng trăm ngàn sinh viên con gái để đi chài các cái tay chính khứa của Đảng Dân Chủ cũng như Cộng Hòa. Bằng chứng là câu chuyện của anh chàng dân biểu Swalwell của tiểu bang Cali, mà là nhân viên cũ của Pelosi. Gián điệp của Tổng nó tập trung vào Cali rất đông. Mà không phải hôm nay, mà con bé gọi là tên là Phan Phan, tiếng Việt mình gọi là Phương Phương, đó là một trong những cái sinh viên nằm trong cái tổ chức gián điệp của Tổ Cộng. Nó qua du học ở Mỹ từ năm 2012. Rồi nó chài những anh dân biểu, trong đó có hai tên thị trưởng ở thành phố ở Bắc Cali, Fremont và Cupertino. Ăn nằm với nó. FBI có hồ sơ, có bằng chứng. Rồi nó lại chài luôn anh dân biểu Swalwell, lúc bây giờ mới là nhân viên thực tập của văn phòng dân biểu Nancy Pelosi. Và thằng bé nó còn trẻ, cho nên con bé này nó chài, gọi là mỹ nhân kế. Đến lúc mà FBI có bằng chứng đưa ra cho Pelosi thì con bé Phan Phan này rời nước Mỹ lập tức, trở về Tàu và không trở lại nữa vào năm 2015. Đấy, quý vị thấy những câu chuyện rõ ràng như vậy. Cho nên nếu là Đảng Dân Chủ mà kiểm soát nước Mỹ giờ này thì 100% là nước Mỹ này sẽ trở thành nước Tàu. Tổng thống Donald Trump nói nếu Joe Biden mà thắng cử, chúng ta phải đi học tiếng Tàu. Dân Mỹ phải học tiếng Tàu. Giống như là bây giờ Tàu nó đang cấm
dân ở Tân Cương, Duy Ngô Nhĩ không được nói tiếng Ả Rập, không được nói tiếng Hồi giáo, mà phải nói tiếng Tàu. Rồi nó cấm dân Việt Nam không được nói tiếng Việt. Nó cho ông Bùi Hiền qua bên Tàu học tiếng Việt theo giọng Quảng Đông. Có cái đời thuở nào mà tiếng Việt mà phải qua bên Quảng Đông mà học không? Chúng ta dài dòng như vậy để làm gì? Để thấy rằng là Tàu Cộng là mối nguy hiểm cho dân tộc Hoa Kỳ. Bởi vì người Hoa Kỳ họ hiểu được điểm đó và họ đang đồng loạt chống lại bằng cách ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Chưa bao giờ trong lịch sử của nước Mỹ có đến 20 tiểu bang kiện 4 tiểu bang khác vì vấn đề vi hiến lên tối cao pháp viện. Và bây giờ Tổng thống cũng đứng ở trong nguyên đơn, yểm trợ luôn 20 tiểu bang này kiện 4 cái tiểu bang vi hiến kia. Cho nên chúng ta một vài ngày nữa, Tổng thống Donald Trump nói một câu hay lắm. Chúng ta sẽ có nhiều tin mới trong tuần tới. Là như thế. Rồi hàng triệu người về thủ đô Hoa Trình Đố hôm thứ Bảy để yểm trợ, nói lên tiếng nói yểm trợ Tổng thống Donald Trump. Chúng ta có quá nhiều tin. Không có một cái lý do nào, không có một cái nguyên nhân nào mà có thể làm cho dân Mỹ mù quáng. Mặc dù bây giờ Tàu Cộng bỏ ra rất nhiều tiền. Nguyên cái chuyện mà tuần báo Time mình đưa hình của Joe Biden lên, Kamala Harris lên, một cách vô cớ và láo lếu. Tuần báo Time biết đó là một sự láo lếu, sự lường gạt. Vì đến hôm nay, chúng ta vẫn chưa có một cái nguồn tin nào xác đáng của chính phủ công nhận Joe Biden là Tổng thống thứ 46. Hôm 13 vừa rồi, Quốc hội cũng gửi thơ cho bên hành pháp khuyên bà Emily Murphy không có yểm trợ Joe Biden vấn đề giao quyền, chuyển quyền cho tiêu tiền. Và ngày hôm qua lại 107 ông bà dân biểu của Cộng hòa ở Quốc hội đã gửi thơ yểm trợ ông Tổng trưởng lý của Texas là ông Ken Paxton kiện 4 tiểu bang Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Georgia là vi hiến. Quý vị thấy bây giờ cả một cái lực lượng hùng hậu chưa? 107 ông bà dân biểu ở Hạ viện, cộng thêm 20 tiểu bang, cộng thêm Tổng thống Donald Trump yểm trợ cho tiểu bang Texas kiện 4 tiểu bang vi hiến. Tôi có phát viện bây giờ có ăn tiền của Tàu đi nữa cũng không dám lơ là trong cái chuyện xử án này. Vì đây là một trong những cái trường hợp mà nói lên cái vấn đề là Đảng Dân Chủ đang dư lưu manh và đang gian lận trong vấn đề bầu cử. Cho nên chúng ta tin tưởng mọi việc giờ đây cũng sẽ tốt đẹp. Kính chúc quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng vài phút. Sau đó chúng ta tiếp tục phần 2. Xin cảm ơn quý vị.